Sáu nữ đất sâu nhờ Trường Giang nâng đỡ, lên kế hoạch tu tại gia năm 40 tuổi. Đây là một trong những nữ nghệ sĩ nhẵn mặt sóng truyền hình trong những năm gần đây. Thời gian qua, Lâm Vĩ Dạ đã trở thành cái tên không còn xa lạ với khán giả. Cô góp mặt trong nhiều chương trình truyền hình với đủ vai trò từ mắc ca cho đến khách mời hay thành viên chính thức trong đội hình. Trước khi tích cực tham gia sâu như hiện tại, Lâm Vĩ Dạ đã từng trải qua khoảng thời gian hết sức khó khăn, có lúc tưởng chừng như không thể tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Kết hôn từ rất sớm, con còn rất nhỏ, vợ chồng Lâm Vĩ Dạ gặp áp lực kinh tế, thường xuyên cãi nhau. May mắn thay, thời gian sau đó, nữ nghệ sĩ được đồng nghiệp hỗ trợ hết mình. Cô nhiều lần bày tỏ sự biết ơn với Trường Giang vì nhờ có đàn anh mới đắt sâu như hiện giờ. Trong chương trình Trà Chiều cùng Mợ Chảnh, Lâm Vĩ Dạ cho biết, tôi vô cùng mang ơn anh Giang. Anh Giang là người anh bên cạnh tôi từ ngày còn học trong trường sân khấu. Sau này khi công việc của anh tốt hơn, có vị trí hơn trong nghề, anh lôi tôi đi cho bằng được vì thấy tiếc cho tôi. Anh Giang nói, đi theo anh, đi đi Dạ, phải làm mới có tiền nuôi con. Thời điểm tôi sinh đứa con thứ nhất được 3 tháng, tôi đã ẵm con đi làm lại. Khi diễn tôi gửi đồng nghiệp chuyển tay nhau ẵm. Lúc đó Quách Ngọc Tuyên, Nam Thư hay anh Trường Giang chưa ai có con hết nên bé giống như con chung của cả sân khấu vậy. Mỗi người thay phiên nhau bế 10 đến 20 phút để cho tôi lên sân khấu diễn. Nghe tiếng con khóc, tôi phải chạy vào phòng thay đồ cho con bú, xong lại ra diễn. Ở trong cánh gà, bé đeo hơi mẹ nên khóc. Mọi người ấm con tôi chạy ra ngoài cửa sân khấu để tôi không nghe, sợ tôi bị phân tâm quên lời thoại. Bà xã Hứa Minh Đạt kể về khoảng thời gian đầy khó khăn. Năm 2015, Lâm Vĩ Dạ bắt đầu hoạt động nghệ thuật nhiều hơn. Mục đích của nữ nghệ sĩ không phải mong cầu sự nổi tiếng mà là cày để có tiền nuôi con. Đến thời điểm hiện tại, cô được nhiều nhà sản xuất săn đón, mời xuất hiện trong nhiều chương trình như Ân Rời Cậu Đây Rồi, Đấu Trường Tiếu Lâm, Bảy Nụ Cười Xuân với vai trò chủ chốt. Chia sẻ về mong ước tương lai, Lâm Vĩ Dạ tiết lộ, tôi ấp ủ mở một quán cơm chay, hoặc sang hơn là một nhà hàng chay và cả quán chay không đồng. Đến năm 40 tuổi, tôi sẽ buông bỏ mọi thứ để đi tu tại gia, đắt sâu và có cuộc sống sung túc. Vợ chồng Lâm Vĩ Dạ, Hứa Minh Đạt chăm làm từ thiện, thường đến chùa để giao lưu, làm công quả. Cả hai cũng cho con hướng theo hoạt động cộng đồng như ba mẹ.